Vâng xin được gửi lời chào đến quý thính giả. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Người vợ hiền, tác giả Maria Đào và Nguyễn Văn Phúc. Chuyện được xuất bản bởi nhà xuất bản Nguyễn Du Hà Nội năm 1942. Mời quý thính giả cùng nghe. Chương 1 Đêm đã khuya lắm, Thanh vẫn còn ngồi khâu để chờ hợp chồng nàng. Ít lâu nay người thiếu phụ trẻ đẹp ấy, cứ tối tối sau khi đã du đứa con nhỏ ngủ rồi, lại một mình một bóng trong gian phòng vắng, ngồi ngóng ngóng để chờ cửa cho chồng. Trên khuôn mặt ưu tư của nàng đã in lên bao nhiêu nét kiên nhẫn của một người đàn bà, đã biết chịu đựng lấy hết những tuổi buồn, đau khổ, để cố giữ cho tròn bổn phận một người vợ hiền một người vợ đã hy sinh những sung sướng của riêng mình để bảo toàn lấy hạnh phúc của gia đình. Hợp chưa kìa ngoan ngoãn, đáng được là một người chồng kiểu mẫu, một người cha mực thước. Nay không hiểu sao, tự nhiên sinh ra chơi bời, để đến nỗi quên hết cả bổn phận đối với gia đình. Thành biết trong tâm hồn chồng mới có một biến cải lớn. Sự thay đổi đó là tất cả một cơn rông tố, có thể làm mất hết sự yên vui mà từ trước gia đình nàng vẫn an hưởng bổn phận nàng phải làm cho chồng mình trở lại với những tính tình cũ yêu vợ thương con nàng cần phải làm cách nào để tự hợp sẽ nhận thấy chỉ có gia đình mới đem lại cho chàng được những nguồn vui hồn hậu được những hạnh phúc đầy đủ lúc này là lúc khó khăn nhất trong bổn phận của một người làm vợ thanh cần phải bước qua những nỗi khó khăn đó để cứu vãn lấy linh hồn người chồng thân yêu đang xa ngã trong lúc Hợp quên vợ, quên con để say đắm trong thú chơi bời, đáng lẽ ở địa vị một người đàn bà khác, họ sẽ oán giận chồng đến bao nhiêu. Nhưng trong hoàn cảnh đó, Thành không những đã không oán giận chồng mà lại còn thương hại chồng là khác nữa. Nàng biết sở dĩ ít lâu nay Hợp không tìm thấy sự hân hoan vui vẻ ở giữa gia đình là vì chàng đã bị quyến rũ bởi những thú vui xả dối ở bên ngoài trong khi tâm hồn đang bị kích thích bởi những chán nản. Trong lúc say mê một thú vui khác, người ta có thể sao nhãng được tất cả những người mà trước kia người ta mến yêu nhất, hiểu tới lẽ đó. Nên Thanh thấy chồng lãnh đạm và hờ hững với mình. Nàng không ghen tuông làm âm cửa ầm nhà, như thói thường của những người đàn bà ít kiến thức và nông nổi, mỗi khi bị chồng phụ bạc. Trái lại đối với chồng, Thanh lại càng tỏ ra vẻ săn sóc và ưu yếm hơn, Nàng biết nếu trong lúc này làm mặt giận dỗi hay tỏ thái độ lạnh lùng để trả lại sự hứng hờ, thở ơ của hợp đối với mình, như thế sẽ không có ích lợi gì, mà chỉ làm thêm cho bầu không khí gia đình càng khó thở. Bởi vậy đã hơn một tháng nay, trong gia đình Thanh không được yên vui, hòa hợp như trước, mà lân bang hàng xóm kẻ quen người thuộc, không hề có một ai biết chuyện. Trước sự săn sóc âu yếm của Thanh, hợp vì quá say mê thú vui mới nên hiện giờ chàng không nhận thấy những cử chỉ đáng quý của vợ cần được đền đáp bằng tất cả một tấm lòng kính mến của chàng chàng vẫn đắm mình vào những quyến rũ của một ca nhi một cách rất mù quáng chiều nay đã như quen lễ sau khi ở sở về ăn vội ăn vàng mấy lưng cơm họp lại hấp tấp ra đi ngay chàng ra đi không ngần ngại không e rẻ trước đôi mắt buồn sầu nhiễm đầy vẻ lưu luyến của thanh ở nhà Hợp có cảm tưởng như bị đẩy ải trong một bầu không khí xa lạ, lạc loài. Ở giữa gia đình, chàng nhận thấy lạnh lẽo và buồn tẻ quá. Thấy mình như nghẹt thở. Chàng cần phải tìm một bầu không khí thích hợp với mình. Vẻ đẹp dịu dàng và tính tình hiền hậu của Thanh mà trước kia hợp cho là lẽ sống của đời mình. Đến nay đối với chàng không còn một mãnh lực gì nữa. Mỹ, đứa con đầu lòng, cài kết quả của một mối tình say đắm giữa chàng và Thanh đối với chàng bây giờ không còn là một hòn ngọc quý mà suốt ngày chàng đã nâng niu âu yếm như xưa sự thay đổi tính tình đó cứ ngày ngày dần dần xâm chiếm lấy tâm hồn chàng đến nỗi tự chàng cũng không nhận biết được những biến cải của tâm tính mình bây giờ ngoài những công việc ở sở lúc nhàn rỗi chàng không nghĩ đến vợ con chàng không hình dung đến vẻ mặt tươi đẹp của thanh chàng không tưởng tượng đến nụ cười kháo khỉnh của mỹ mà chàng lại đem cả tâm trí để nhớ những kỷ niệm của chốn ca trường để ôn lại những trận cười trên chiếu rượu và mường tượng đến những đôi mắt tỉnh tứ những dáng điệu lả lơi của xuân một ca nhi đã lão luyện trong tình trường mà chàng mới quen biết được ít lâu nay trước kia tất cả bản hữu ai ai cũng đều công nhận hợp là một người đàn ông đứng đắn ghét những sự chơi bời trác táng và chính hợp nữa chàng vẫn thường nói tôi không hiểu sao nhiều người lại có thể say đắm mê mệt được những con ả đào tình của chúng là một thứ tình giả dối ô uế lọc lừa chúng không yêu ai cả chúng chỉ yêu tiền thôi ấy thế mà lắm anh dại bỏ vợ đẹp con khôn ở nhà để đi cầu xin lấy một chút tình đáng bỉ ấy thế mới biết ở đời này cái sự dại dột của người ta không biết đâu là bờ bến người đã thốt lên những câu nói đó phải là người đã ghét cay ghét đắng bọn ả đào Phải là người đã ghê tởm tụi ả đào như một lũ hùi Vậy mà cái người đã mà sát bọn con hát bằng những câu cay độc đó Bây giờ lại có thể mất ăn mất ngủ Quên vợ quên con Để ngày đêm say đắm với một ca nhi Thời còn trời đất nào nữa Hợp trước kia đã ghét cô đảo bao nhiêu Thời bây giờ chẳng lại yêu Xuân Một con hát bấy nhiêu Sao lại có sự mâu thuẫn trong óc hợp được đến thế Sao trong một thời gian rất ngắn Hợp lại có thể thay đổi tính tình chóng như vậy Đó là những điều bí mật mà Thanh cần phải biết Nàng muốn hiểu rõ cái nguyên ủy để cứu vãn lấy tình thế Có thể gọi là lung lay của hạnh phúc gia đình Nàng cần phải rõ cái nhược điểm nào ở hợp Đã đưa dắt chàng đến bờ xa ngã Đêm đêm ngồi ngong ngóng chờ chồng Với bao nhiêu nỗi lo âu Thắc mắc đang quay cuồng một cách rất mãnh liệt trong đầu óc Thỉnh thoảng Thanh lại lấy vạt áo gạt thầm hai hàng lệ chảy dòng dòng trên má. Chương 2. Thanh hồi tưởng lại từ ngày Hợp và nàng quen biết nhau. Cái kỷ niệm của mối tình đầu tiên đáng ghi nhớ ấy lúc này cứ lần lượt diễn lại một cách rất rõ ràng trong tâm trí nàng. Phải, đã 8 năm trời nay, từ khi Thanh còn là một cô nữ sinh ngây thơ của trường Đồng Khánh và Hợp còn là một cậu học trò nhu mì của trường Bảo Hộ. Chính lúc đó Hai người đã ngẫu nhiên gặp nhau Rồi yêu nhau Lúc đầu cái mối tình rụt rè Giữa hai người trẻ tuổi ấy Chỉ được diễn tỏ bằng những khóe nhìn đám đuối Hoặc những nụ cười say xưa Khi mà họ gặp nhau Tuy vậy đã ẩn nấp ở trong đôi lòng trẻ Bao nhiêu sôi nổi của yêu đương Thế rồi một buổi chiều Trên một con đường vắng dưới khung cảnh êm dịu Của trời mây Giữa một ngày thu đầy thơ mộng Tình cờ hợp thanh lại gặp nhau mà gặp nhau lại chỉ có hai người. Bao nhiêu yêu đương mà bấy nay, Hợp vẫn âm thầm giữ kín ở nơi lòng, chưa một lần dám giải tỏ cùng Thanh. Đến nay chẳng không thể để những cảm tình đó, chỉ một mình mình biết một mình mình hay được nữa. Đánh bảo, chàng đi lại gần Thanh. Với một nét mặt vừa sung sướng vừa lo sợ, Thanh đã nhìn thấy chàng thanh niên thường ngày vẫn gặp nàng, mà đôi mắt tỉnh tứ, và những nụ cười đám đuối của chàng mỗi khi nhìn Thanh và mỉm cười với nàng đã nói nhiều những u uẩn của lòng chàng cái người thanh niên mà thanh rất có nhiều cảm tình đó tình cờ chiều nay một buổi chiều êm và nhẹ nàng lại gặp trên con đường vắng rất thích hợp với những nỗi lòng khép mờ của tình duyên thời khỏi sao lúc này không khiến cho đôi má thanh ửng đỏ và đôi bàn chân thanh trở nên luống cuống nửa chiều như e lệ nửa chiều như vui thích lẽ dĩ nhiên hai trái tim đã đập cùng một điệu Hai tấm lòng đã cùng hòa một khúc yêu đương Thời sau một lời mở đầu Thành hợp sẽ dễ dàng trở nên đôi bạn Mà những lời đính ước Về việc mai sau ngày ngày càng thêm nặng Rồi năm tháng đã làm mất hết Vẻ bỡ ngỡ lúc ban đầu Hai người thanh niên ấy đã yêu nhau Bằng một mối tình đàm thắm Càng ngày càng hiểu rõ nhau Thành hợp càng yêu nhau Sau bao bốn năm quen biết Hai người đều cảm rõ Cái lẽ sống của đời mình là ở mối tình đó họ đã tính đến cuộc trăm năm vì cả hai đều nhận thấy không thể xa nhau được nữa. Sau khi tốt nghiệp ở trường bảo hộ, một hôm giữa một cuộc đi chơi, Hợp đã dịu dàng ghé vào tai Thanh. Thanh ơi, chúng ta yêu nhau bằng một mối tình trong trắng và duy nhất. Mối tình đó anh có thể nói ở trên đời này, ít có mối tình nào sánh kịp được. Anh đã mang cả tuổi trẻ, cả đời anh để giữ gìn, nâng niu mối tình tuyệt đối đó của đôi ta em Em là một bà tiên dịu dàng đã đưa lại cho đời anh một nguồn hạnh phúc độc nhất Cái nguồn hạnh phúc đã cho anh được có những sung sướng của hiện tại Và hy vọng về tương lai Anh cảm thấy đời anh từ ngày có em Là một cuộc đời tươi sáng đầy hứa hẹn Nhưng trong khi yêu em Mà anh tưởng thắt ruột lại được Anh vẫn nơm nớp lo sợ một việc bất hạnh gì có thể xảy đến Làm tan vỡ cái mộng thiêng liêng nhất của anh Vậy hôm nay anh muốn giải tỏ ý anh về việc hôn nhân của đôi ta để em nghe. Chưa kịp để người yêu nói hết lời, Thanh cảm động Về tấm tình chân thật và nồng trái của hợp. Nàng âu yếm cầm lấy tay chàng. Em rất cảm động và sung sướng được nghe những lời nói thành thật của anh. Yêu anh, em còn mong gì hơn là được cùng anh sum họp mai sau. Ngày đêm em vẫn thường mong mỏi, chẳng đến ngày chúng ta có thể cùng nhau lập được gia đình. Này anh tỏ ý cho em biết, anh cũng mong ước như em thời em còn cái sung sướng nào hơn cái sung sướng này nữa sở dĩ hôm nay anh mới dám nói cùng em về việc hôn nhân của đôi ta cũng là bởi tấm lòng anh yêu em nhiều quá chắc em lấy làm lạ khi nghe anh nói như vậy Xong đó chính là những câu thành thật tự đáy lòng anh thốt lên đấy thanh ạ à. yêu nhau đã mấy năm trời mà chưa một lần nào anh dám bàn định về việc lập gia đình cùng em là vì đương lúc đi học anh chưa có một địa vị gì chắc chắn trong xã hội để có thể sống được một cuộc đời tự lập cùng em đến nay sau bao năm học tập nhờ sự may mắn anh đã có được kết quả nghĩa là anh đã có thể kiếm được tiền để nuôi vợ nuôi con không phải ỉ lại vào cha mẹ nữa nên anh mới dám gọi ý kiến muốn được lấy em về làm vợ chắc anh không phải nói em cũng thừa rõ khi yêu nhau thì bao giờ mình cũng muốn cho người yêu của mình được sung sướng mà một phần sung sướng cũng nhờ ở sự không thiếu thốn về vật chất. Tuy không phải sự đầy đủ về vật chất, có thể làm cho người ta hoàn toàn sung sướng được. Yêu em, anh sen bổn phận mình cần phải lo xa từ những điều tỉ mỉ về tương lai của em, để đời em có một hạnh phúc hoàn toàn. Và em không phải ân hận một điều gì, dù rất nhỏ nhặt, khi hai cuộc đời chúng ta đã hợp lại làm một. Anh nghĩ như vậy đó em. Anh thực đã nghĩ đến em nhiều quá muốn đền đáp lại mối tình tha thiết của anh em cũng chỉ biết yêu anh như anh đã yêu em mà thôi được gặp anh có lẽ em đã là một người có hạnh phúc nhiều hơn ai hết người ta thường bảo thời gian có thể làm thay đổi và xóa nhòa được tất cả riêng em em không cho câu đó là đúng vì em tin rằng với mối tình trong trắng duy nhất như mối tình của đôi ta thời dù thời gian có thể lay chuyển được núi sông cũng vẫn bất lực trước hai tấm lòng đã đinh ninh thở kính đã cả quyết gìn giữ đã chân thành nâng niu những tình cảm sâu xa rất thiêng liêng của đôi tâm hồn bạn hợp bừng sáng đôi mắt để tỏ ý không phục những câu nói nồng cháy của người yêu chàng nối lời thanh em nói hợp ý anh quá thời gian có thể lay truyền được núi sông có thể tàn phá được những lâu đài đổ rộ nhưng không có một mãnh lực gì có thể làm rời đổi được hai trái tim được hai tấm lòng đã tha thiết đã chân thành yêu nhau đến tuyệt đối. Chúng ta một ngày kia sẽ già, tóc sẽ bạc, răng sẽ long. Nhưng anh tin chắc rằng mối tình của chúng ta sẽ không bao giờ già, sẽ không bao giờ bị rời rụng và tan vỡ được. Chỉ trừ khi nào chúng ta không có ở trên đời này nữa. Thời mối tình thiêng liêng đó mới theo chúng ta mà đi vào cõi hư vô. Nhưng như vậy cũng không phải là hết. Nó bao giờ cũng vẫn lẩn quất ở trong linh hồn chúng ta. Nếu thực có một linh hồn tồn tại được Sau khi người ta đã chết Anh nói như vậy không phải là quá đáng Anh muốn tỏ cho em biết lòng yêu em của anh Như vậy thời chắc chắn bền lâu đến bậc nào Hợp và Thanh đã tha thiết yêu nhau Thời lại dĩ nhiên hai người không thể không cùng chung sống được Sau đó ít lâu Hợp đã xin phép cha mẹ làm lễ cưới Thanh Đôi vợ chồng ấy đã chung hưởng một cuộc tình duyên Với những ngày trăng mật đầy thơ mộng và hạnh phúc Họ đã chiều chuộng nhau họ đã kính mến nhau, tưởng không có cả vợ chồng nào có thể chiều chuộng, kính mến nhau được như vậy. cái hạnh phúc tuyệt đối của đôi vợ chồng trẻ ấy đã làm cho tất cả những người chung quanh phải thèm muốn. lại thêm mỹ, được con đầu lòng là một cái dây nối thêm cho gia đình hạnh phúc càng bền chặt hơn lên. không một ai ngờ được cái tiểu gia đình có thể làm kiểu mẫu ấy. ngày nay lại xảy ra được những rông tố vũ phàng, làm náo động tơi bời được bầu không khí bình tĩnh, yên vui mà chính hợp người đã tự gây ra dông tố cũng không tưởng biết được vì đâu lại có một sự biến đổi lớn như vậy đã nổi lên ở giữa gia đình mình thực đó cũng là một điều bất hạnh mà chính người đã gieo rác điều bất hạnh đó cũng không biết tới những nỗi phức tạp ở chính tâm hồn hợp không phải riêng thanh và những người ngoài của không phân tách được mà chính hợp chàng cũng không biết rõ tâm hồn mình đã nhiều lần những đêm trưởng thanh vắng một mình Thanh ngồi dầu dĩ hết canh này sang canh khác để chờ hợp. Nàng đã âm thầm đau đớn khi nghĩ đến sự thay đổi tính tình đột ngột và lạ lùng của chồng. Óc Thanh càng rối loạn hơn khi những dáng điệu âu yếm, khi những cử chỉ say xưa, khi những lời nói dịu dàng trước kia của hợp lại vẽ lại rất tỉ mỉ trong tâm trí Thanh và vang vẳng bên tai nàng. Thanh không hiểu sao một người chồng trước kia yêu quý nàng đến tột bực, có thể nói là đã thờ kính nàng như một vị nữ thần độc nhất ở trên đời mà nay bỗng dưng lại phụ nàng bạc bẹo với nàng được đến thế càng ngẫm nghĩ và hồi tưởng lại từ ngày hợp và nàng mới quen biết và yêu nhau thanh lại càng nhận thấy cái thái độ mà hiện nay hợp cư xử với nàng thực đã hết sức vô lý và hầu như không có thể xảy ra trên đời này được nhưng sự săn sóc rất tỉ mỉ cho cuộc đời của thanh những lo ngại cho tương lai hạnh phúc của nàng một cách rất chu đáo những băn khoăn cho sức khỏe và sự buồn vui của nàng rất chân thành mà trước kia trong năm sáu năm trời khi gần gũi yêu thương nhau hợp đã không một lúc nào không tha thiết lưu tâm đến sau này lại có thể trong một lúc hợp không còn lại được một trong trăm phần những tính tình quý hóa như xưa cái nguyên cớ của cuộc biến cải lớn trong tâm hồn hợp thanh cần phải hiểu tới thanh tự nghĩ và bắt mình cần phải bình tĩnh để suy xét dò biết vì những sự bực dọc chán nản phiền muộn và thất vọng nào đã làm cho hợp một người chồng rất yêu vợ thương con mà tự nhiên lại sinh ra chơi bời hư hỏng nếu một khi đã biết rõ cái nguyên ủy đã làm thay đổi tâm tính hợp thành chắc chắn nàng sẽ có cách làm cho người chồng thân yêu trở lại về gia đình giữ cho gia đình được có hạnh phúc và lấy lại hạnh phúc cho gia đình một khi đã hầu như tan mất đó là bổn phận một người vợ hiền ba chữ người vợ hiền đối với Thanh là một câu thánh kinh mà nàng cho người đàn bà nào có giáo dục cũng cần phải ngày đêm tâm niệm. Dù một mình mình phải chịu bao nhiêu đau khổ, phải thu hứng lấy bao nhiêu nhục nhằn, phải bước qua bao nhiêu trông gai, phải hy sinh tất cả những sung sướng để hợp có thể trở lại một người chồng tốt, một người cha quý như xưa, Thanh cũng quyết không nản lòng ngã trí. Chương 3 Hợp là một thanh niên có trí khí Từ khi mới lớn lên Chàng đã có nhiều hoài bão to tát Những hoài bão to tát mỗi ngày một theo tuổi Và theo học lực càng tăng tiến hơn lên Những sử sách của Đông Tây Đã cho chàng biết hầu hết tiểu sử những vị anh hùng xuất chúng Và những tao nhã văn nhân đại danh của các thời đại trên thế giới Chàng đã ngưỡng mộ cái tài bách chiến bách thắng của nạ phá Luân Chàng đã dùng kính cái trí khí của Nguyễn Huệ Chàng đã không phục cái văn pháp của Molière, cái học thuyết của Rosen. Chàng đã say mê những câu thi thành của Lý Bạch, của Byron, của Valerie, của Nguyễn Du, Tản Đà, vân vân. Những danh nhân đó lúc nào cũng theo dõi trong tâm trí chàng. Chàng mơ ước sẽ được trở nên một Rosen, một Byron, và nếu chẳng có tài như những anh hùng, danh sĩ đời trước, thời cũng phải làm một công cuộc gì gọi là thêm vào chút ích với quốc gia, xã hội, cho khỏi thẹn mặt với núi sông nhưng mộng tưởng to tát ấy vẫn chỉ hoàn toàn là mộng tưởng ngày tháng cứ dần dần trôi mà chàng vẫn không đạt được mảy may những ý tưởng quá cao xa của mình biết mình trí lớn mà tài hèn hợp nghĩ buồn cho thân thế mình Xong chàng cũng chỉ còn biết đành an phận và giấu kín những cao vọng của mình trong một xó lòng nhưng chẳng nhẽ cứ đành chỉ sống với những ngày nhạt tẻ và bất đắc trí ấy để mua lấy những nỗi đau khổ cho tâm hồn chàng cần phải tìm một nguồn an ủi một thú say mê nào khác để tạm quên những hoài bão của mình cái say mê thiên vạn cổ của những thanh niên thường thường ngoài những hoài bão và lý tưởng thời chỉ đến mơ mộng yêu đương không làm nên một sự nghiệp gì không theo được lý tưởng của mình hợp nhận thấy cần phải có một trái tim đập theo điệu trái tim của mình cần phải có một tâm hồn hiền hậu để an ủi tâm hồn mình trong lúc đó, Thành đã đi vào đời chàng với một trái tim tràn chứa những thương yêu, với một tâm hồn hiền hòa như hơi gió. Thời hợp lẽ dĩ nhiên đã đem cả trái tim, đã đem cả tâm hồn để say mê mối tình của người bạn gái chân thành đó. Được Thanh, chàng cũng tạm dẹp những nỗi buồn cho thân thế để tìm lấy một hạnh phúc bình dị và tầm thường như những cuộc đời khác. Hợp vẫn tưởng Thanh, cái nguồn an ủi độc nhất của chàng sẽ mãi mãi làm cho cuộc đời chàng đỡ tẻ nhạt được đôi phần hợp vẫn tưởng chàng có thể ký thác cả cuộc đời của mình cho gia đình nhưng cái bầu không khí êm dịu của gia đình cũng không làm cho hợp một người đã chứa chấp bao nhiêu tư tưởng bao nhiêu hoài bão chịu nhận thấy cái lẽ sống của mình hoàn toàn ở đó trong cái vui vẻ với vợ con vẫn giấu một cái buồn sâu xa của một người bất đắc chí nhưng hợp là một người nghĩ nhiều mà nói ít nhất là những tư tưởng thân mật của chàng thời ít khi chàng đã chịu tỏ cho ai hay nên phần nhiều các người chung quanh khó mà hiểu được chàng cả đến thanh cũng chỉ biết lờ mờ chồng mình là một người có trí khí không chịu được những sự nhỏ nhen bần tiện ở đời nàng cũng không biết tới những hoài bão to tát mà hợp đã ôm ấp nhưng nếu trong đời hợp không xảy ra nhiều chuyện bực mình và uất ức thời có lẽ cái gia đình đã xây dựng giữa chàng và thanh một người đàn bà hiền hậu thùy mị, nết na sẽ được bình tĩnh và yên vui mãi mãi. Vì lấy được thanh, lấy được một người về tất cả các phương diện đều hoàn toàn. Hợp dù sao cũng đã cho mình là có hạnh phúc hơn những người khác rồi. Chỉ lớn đã không đạt được, cái phương kế cuối cùng để làm cho những ngày tháng đỡ chìm chìm tẻ tẻ, há lại không phải gửi gắm cái đời mình vào trong lòng một người vợ hiền hay sao? Hợp đã nghĩ như vậy, và mấy năm trời sống ở bên Thanh, cho đến khi Mỹ được con đầu lòng ra đời, Hợp vẫn giữ cho gia đình hoàn toàn là một cái tổ yên ương. Nhưng vì sao đột nhiên Hợp đã lại chốc lát trở nên một người chơi bời, hư hỏng, làm tan nát tất cả hạnh phúc mà chàng đã mất bao nhiêu công phu để giữ gìn. Đã muốn sống quay vào cuộc đời bên trong và mặc những nghịch tai trái mắt bên ngoài, Hợp đã tưởng thế là được yên thân và không còn người nào làm bận bịu đến chàng nữa. Hợp muốn như vậy, nhưng những hoàn cảnh ở bên ngoài đã xô đầy đến Để làm cho chàng phải đau đớn bực dọc Vì đã sống ở đời Thời không có thể ra đời được Những thực tế của kiếp sống Đã bắt một người sống ở trong đời Phải giao thiệp với những người chung quanh Bởi vậy Hợp đã phải chung đụng với bao nhiêu người Mà chàng không muốn chung đụng Chàng đã phải miễn cưỡng niềm nở Với những kẻ mà chàng không có một chút cảm tình Nhưng những sự cố gắng gượng gạo đó Chỉ có chừng thôi phải làm trái với tư tưởng của mình mãi hợp thấy phiền và chán nhất là vì mưu y mưu thực hợp phải làm công việc của một cái máy một người thư ký trong một công sở những công việc hàng ngày của hợp đã không cần dùng đến tài năng và học lực của chàng ngày nào cũng chỉ cộng cộng trừ trừ sao lại buồn tẻ như thế được chàng ở giữa những bạn đồng nghiệp nhưng có cảm tưởng như bị lạc trong một dải rừng hoang không một vết chân người nhưng có thế mà thôi đâu gần đây chính hợp lại còn là một nạn nhân những tính tình khẳng khái ở chàng thời khởi sao không làm cho chúng gan ghét Sao cuộc đời lại có thể chán đến thế được bao nhiêu ý nghĩ hắc ám cứ theo dõi để làm cho tâm trí chàng bối rối đã lắm lúc chàng muốn từ chức nhưng sau chàng lại thấy hiện ra ở trong óc tất cả những sự đói rét cơ khổ của vợ con và của chính thân mình trong những lúc này chàng thấy tự giận mình và oán trách vợ con Giá chỉ có một mình Thời có bao giờ ta lại chịu Nhưng ta đã cho đà mang vương víu vợ con Thời ta cũng đành chứ biết làm sao Từ đó càng ngày hợp càng sinh ra chán nản Cả những khi sau giờ làm việc trở lại nhà Để sum họp với người vợ hiền và đưa con ngoan Hợp cũng không còn nhận thấy cái lạc thú ở giữa gia đình nữa Ít lâu nay thấy chồng thường không được vui vẻ như xưa Thành cũng biết vậy Nàng không hiểu nguyên cớ vì đâu cho nên cũng không biết an ủi hợp như sao cả trong lúc bất đắc chí muốn giải buồn hợp thường lại chơi chín một người bạn học cũ sở dĩ hợp thân được với chín vì chín là một người khoáng đạt và tư tưởng cũng có ít nhiều chỗ có thể gọi là giống như tư tưởng của hợp có được một người bạn như chín trong lúc mà những kẻ chung quanh hợp trong đầu óc chỉ mang chứa những ti tiện thấp kém hợp đã thấy tìm được một đôi chút an ủi Xong cuộc đời của Chín đang sống chỉ là một cuộc đời bừa bãi, phóng phiếm. Chàng đã chỉ làm theo những sở thích của riêng mình. Đã hơn 30 tuổi, Chín vẫn chưa chịu kết hôn với một ai. Sống một mình với tất cả sự tự do, không bị kiềm thúc bởi những bó buộc của gia đình. Chín tìm cái thú tiêu khiển ở chỗ này cao lâu, mai tử quán. Có lẽ chàng đã không tìm thấy cái nghĩa sống chân chính như nhiều thanh niên khác đã bỡ ngỡ trước ngã ba của đường đời không biết nên đi về ngả nào Vì không biết theo về ngả nào Để cho cuộc đời mình có nghĩa Những thanh niên có đôi chút tư tưởng Đã xa chân lỡ bước Vào trong vực sâu của trụy lạc Chính chính là một nạn nhân trong hạng thanh niên đó Họp trước kia Lúc nào cũng quan tâm đến cái trách nhiệm nặng nề Cái gia đình mà chàng đã phải gánh trên vai Nên ít khi chàng có thời giờ rảnh rang Để năng lui tới thăm chín Dù chàng vẫn biết trong bạn hữu của mình Chín là một người còn có nhiều đức tính đáng giao du hơn ai hết. Nhưng sau mấy lần, muốn thôi việc mà không thôi được, vì còn vướng víu về việc sinh sống cho vợ con. Bởi vậy nên mỗi lần về nhà, trông thấy những người thân yêu đó, họ lại càng bực dọc và tự nghĩ, chỉ vì họ mà mình mất hết cả trí khí và tư cách làm người. Muốn xa lánh những hình ảnh khó chịu ấy đã ám ảnh chàng, họ đã tìm đến chín luôn để chuyện trò cho khuây khỏa. Trong lúc buồn, Thời bất cứ một trò chơi gì có thể giải buồn được cũng đều quyến rũ một cách rất nhanh chóng người ta ngay. Bởi vậy, nên chín không phải mất công phu mà đã tìm được ở hợp. Anh chàng trước kia rất ghét sự chơi bời, một người bạn phùng trường tác hí. Sau vài lần để bước tới chốn bình khang, đã quen với câu cười giọng nói của bọn ca nhi. Hợp dần dần nhận thấy cái thú chơi ấy quả cũng là tiêu khiển. Và lại từ trước tới giờ, Hợp đã sống một cuộc đời khuôn mẫu không ngoài cái lạc thú ở gia đình với vợ con Nên đến nay đối với chàng Cái trò chơi này cũng có nhiều mới lạ Mà những cái mới lạ dù xấu hay tốt Cũng dễ làm người ta say mê Lại có thể làm cho người ta say mê hơn nữa Khi người ta đang buồn chán, thất vọng Đi chơi mãi với chín Lúc đầu họ chỉ cho đó là một liều thuốc giải buồn Nhưng nay lần mai nữa Xóm Bình Khang đã là nơi bắt chàng phải lui tới luôn luôn xa vắng giam ba đêm không được gặp bọn ca nhi, hợp đã cảm thấy sự thiếu thốn và tưởng chừng như không chịu được cái tải nhạt của cuộc đời. hợp lại phải tìm đến chín và bây giờ không phải đợi chín mời mà trái lại tự chàng đã mời chín trước. được ít lâu hợp đã say mê xuân một ca nhi. từ khi mê xuân, chàng lại nhận thấy chỉ có chốn ca trường mới làm cho chàng quên được đôi phần chán nản một triết lý mới bắt đầu nhiễm vào óc chàng. Muốn quên những nỗi bất đắc chí, không còn gì bằng tự mình phải tìm lấy những liều thuốc có cái mãnh lực làm cho mình có thể say đắm đến mê tơi điên đảo. Ý nghĩ đó đã trở nên một chân lý đối với hợp. Say mê Xuân, chàng không nhận thấy có hại cho mình và cho gia đình, mà chàng lại cho là nhờ Xuân mà mình đã giải muộn được. Tự tạo ra lý nhẽ đó để bênh vực và cãi hộ cho mình. Hợp không băn khoăn, vì mình đã thiếu bổn phận đối với vợ con. Thế là chàng đã có thể hững hờ trước những lời khuyên nhủ rất dịu ngọt của Thanh. Chương 4 Vì chơi bời quá độ, hợp mỗi ngày càng mặt võ mình gầy, trông thấy chồng tiểu tụy, thành thương như cắt ruột. Nàng lại đau lòng nhận thấy những lời nói tha thiết của mình vẫn vô hiệu quả. Hợp đã như ngựa quen lối cũ, chứng nào vẫn giữ tật ấy, không thay đổi đường mảy may cứ thường thường sau bữa cơm chiều, vội vội vàng vàng và lua đôi ba lưng bát, hợp lại kiếm cớ này cớ nọ hoặc lặng lặng ra đi. Một lần sau khi đã thức suốt một đêm trắng để chờ chồng, mãi tới 5 giờ sáng, phần vì nghĩ ngợi, phần vì mệt quá, Thành đã gục mặt xuống bàn và thiếp ngủ đi lúc nào không biết. Trong lúc đương chập chờn, thời nghe thấy tiếng gõ cửa, Thanh bừng tỉnh và đoán biết chồng đã đi chơi về. Nàng liền hấp tấp ra vạn cao môn để đón hợp Xong vì cửa cài then chốt kỹ càng quá Nên nàng loay hoay mãi cũng chưa mở được Trong khi đó thời lại nghe thấy tiếng gõ gấp hơn Và giọng nói của hợp có vẻ gắt Mở cửa, mở cửa mau Khi hai cánh cửa vừa hé mở Thời hợp đã thất thều bước vào Quần áo xốc xách, đầu tóc rối bù vẻ người phờ phạc toàn thân chàng còn sực nước mùi rượu trộn lẫn với mùi a phiến. Cái dư vị của một đêm trác táng hãy còn ướp men trong người hợp, khiến cho chàng mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể phách. Về đến nhà, không kịp hỏi Han Thanh một câu nào, Hợp vẫn để cả quần áo ề oải nằm lăn ra giường. Thấy chồng hoài thân hoại thể một cách quá đáng, Thanh lo lắng rằng nếu hợp cứ sống liên tiếp một cuộc đời bừa bãi như vậy, thời chỉ trong ít lâu nữa, chàng sẽ ốm to mất giận chồng thời ít, thương chồng thời nhiều. Dịu dàng thanh lại gần bên hợp, run run nàng sẽ nói. Độ này cho người anh gầy yếu quá, em lo lắm, chỉ sợ nhỡ ra không may anh bị ốm, thời biết làm sao. Anh hãy nghe em, nên tĩnh dưỡng cho người khỏe mạnh, đừng thức đêm thức hôm nhiều, để người càng ngày càng hao mòn, càng võ vàng mãi đi. Em trông thấy sự sút kém về sức khỏe của anh sao mà chóng thế? Trước kia anh đẩy đà tráng kiện bao nhiêu. Thế mà bây giờ trông còm cõi, gửi yếu hẳn đi. Em... Không để cho vợ nói hết. Dù những câu khuyên nhủ của Thanh đã hết sức nhẹ nhàng, dịu ngọt và nhiễm đầy vẻ âu yếm chân thành. Hợp cũng thấy bực mình khó chịu vì tưởng như những lời nói của vợ là những câu chỉ chiết mát mẻ. Chàng gắt lên với Thanh tôi im đi, để người ta nghỉ. Vì tấm lòng thương chồng, Thành đã khuyên nhủ hợp. Thế mà những câu khuyên nhủ tha thiết đó đã không được hợp để vào tai, mà lại còn bị chàng gai gắt nữa. Nghĩ đến tình yêu mình của hợp khi xưa đã bị phai nhạt, Thành tủi thân đến tê tái. Nhưng nàng vẫn cố nuốt nước mắt và không nản lòng trước câu trả lời gần như mắng nhức của hợp. Nghẹn ngào nàng tiếp. Anh nên thương em, thương con mà nghĩ lại chứ nếu anh cứ mê mải say đám mãi ở trong sự chơi bời thời không những đã hại người hại sức khỏe mà còn để thêm một mối lo cho gia đình nữa anh tự tưởng tượng nếu bây giờ chẳng may anh bị ốm thời em lo sợ biết bao nhiêu khi người ta chơi bời quá độ thời có thể dễ sinh ốm lắm em lo tới điều đó cũng không phải là thừa em chỉ mong sao anh cũng cho những câu nói của em là có đôi phần đúng lý và từ nay anh sẽ bơn bớt thức đêm thức hôm Để cho người chóng lại Hợp vẫn nằm trên giường Đôi mắt lim dim nửa thức nửa ngủ Chàng đã nghe những câu nói của vợ Một cách rất lờ đáng Khi Thanh ngừng nói Hợp vẫn nằm im không trả lời sao cả Một lát sau Chàng cau mặt Dấm dàn nói từng tiếng một Khổ lắm Không phải dạy người ta nữa Nói làm nhà mãi bên cạnh điếc cả tai Thấy họ vẫn trả lời mình bằng một giọng điệu ấy Mà Thanh cũng không nản chí Bận những câu nói ôn tồn Nàng tiếp lời hợp Anh nói quá lời Em nào dám dạy anh Bổn phận em là vợ Thời phải khuyên can chồng Trong những lúc chồng quá đam mê sắc dục Nếu em nói điều gì không phải Có thể làm phật được ý anh Thời anh cũng nên dạy bảo cho em biết Chứ anh không nên gay gắt Để mua thêm lấy sự bực mình Em vẫn biết Người đàn ông có quyền được chơi bời Em nào dám ngăn cản anh Và giữ anh chỉ ở nhà du du với em thôi Xong nếu để anh vì quá chơi bời mà sinh ra ôm yếu Thời em sẽ là một người vợ có lỗi Vì không biết khuyên nhủ chồng Anh vẫn có thể một tháng đôi ba lần khi vui anh vui em Lùi tới chỗ ca lâu tử quán để tiêu khiển Miễn là anh vẫn có thể giữ gìn được sức khỏe Chứ nào em có phải như ai dám công đoán chồng Không để cho xa nhà một bước Vậy anh nên hồi tâm lại Để cho em khỏi phải ái náy lo ngại như bây giờ Những câu nói đầy nghĩa lý của Thanh Trong thâm tâm hợp Chàng cũng nhận là phải Nhưng không hiểu sao lúc này chàng không muốn chịu vợ Thanh vừa dứt lời Chàng đã vội cãi ngay Chơi bời gì mà chơi bời Làm như người ta đã trị lạc lắm đấy Cứ nói lôi thôi mãi Tôi không nghe nữa đâu Im đi, để cho người ta nghỉ giải rứt vừa vừa chứ kệ tôi không việc gì đến người ấy ai có thân thì người ấy lo khó chịu lắm rồi đấy vừa vừa chứ nghe chồng gắt thanh im lặng một giây lâu hai hàng lệ đã muốn trào ra khóe mắt tất cả những kỷ niệm êm đẹp và thơ mộng giữa họ và nàng cứ lần lần hiện ra trong óc nàng như hoạt tượng chưa kia họp âu yếm thương yêu nàng bao nhiêu mà nay sao chàng nữa hát hồi nàng đến thế nàng tự nghĩ những ngày êm đẹp đã qua đi một cách nhanh chóng quá đến nay chỉ còn một cơn rông tố phũ phàng và không biết tới bao giờ cơn rông tố phũ phàng này mới tan hết để nàng lại được thấy một bầu trời quang đáng không một gợn mây u ám cái ngày mà gia đình nàng sẽ trở lại vui vẻ không biết sẽ gần hay xa nếu cứ phải kéo dài mãi cuộc sống trong cơn ác mộng thời hạnh phúc khi xưa của nàng và hợp đến bao giờ mới trở lại để cứu vớt lấy hai linh hồn đau khổ dù nay vì quá say mê trong cuộc truy hoan họp đã quên nghĩa tao khang nồng nàn nhưng một ngày kia khi chàng sẽ hồi tâm nghĩ lại thời lòng thương vợ thương con chắc sẽ sâu xa và đằm thắm hơn xưa đó là lòng mong mỏi tha thiết của thanh nay trong lúc quá mê chơi và cạn nghĩ Hợp đã không chịu nghe theo những lý nhẽ xác đáng của nàng và lại còn gắt gỏng một cách vô lý thành tự bắt mình không được tỏ thái độ phận uất bướng bình để cãi lại chồng nàng biết nếu xử sự theo lối đó thời không những mình chỉ là một người vợ thiếu giáo dục đã làm ầm cửa ầm nhà để mang tai mang tiếng với lân bang hàng xóm mà lại còn có hại hơn nữa vì những câu nói đanh đá chua ngoa của người đàn bà sẽ làm cho người đàn ông chẳng bao giờ chịu nghe theo và trái lại vì bực tức và chán nản lại chơi bời nhiều hơn nữa muốn cho chồng hối cải không gì bằng phải tự mình chịu đựng lấy tất cả những nỗi ê chề Đau đớn đã xảy ra Và hy sinh những vui sướng của riêng mình Để gợi lòng thương cảm của kẻ đã chót lầm lỡ Dẫn mình trong thú ăn chơi Nghĩ vậy cho nên Thanh cô nuốt hết tuổi sầu đã hành hạ cán dứt nàng Hiểu chồng xưa nay vẫn là một người nhiều tình cảm Thanh tưởng cần phải nhắc lại những kỷ niệm yêu đương Những sự săn sóc âu yếm của họp Đã đối với nàng khi xưa Để mong tìm lại những rung động ở trái tim của người chồng mà bản tính rất tốt và rất sâu tình cảm nhưng hiện giờ đang bị xa ngã đã quên hết bổn phận của mình bởi vậy dù họp đã gắt gỏng với thanh mà nàng vẫn giữ được vài bình tĩnh dịu dàng anh mắng em thật oan cho em quá em nào dám bảo anh là chị lạc em đâu dám dây dứt anh vì tại em thấy anh độ này gầy yếu mệt mỏi nên em mới lo sợ mà nói để anh giữ gìn em tưởng những lời nói của em cũng không có gì quá đáng để đến nỗi anh phải phiền lòng còn như anh bảo mặc anh không việc gì đến em ai có thân người ấy lo thời chắc là trong lúc nóng giận em anh mới nói như vậy em thiết tưởng đã là vợ chồng với nhau thời bổn phận em cần phải săn sóc đến anh chả nhẽ trông thấy chồng không được khỏe mạnh mà không lo ngại hỏi han thời hóa ra chẳng có tình nghĩa gì với nhau nữa ư em xin anh bình tâm mà nghe những lời em nói thời có lẽ anh sẽ cho em không đến nỗi lầm và chắc anh sẽ không phải bực mình khó chịu vì em vợ chồng chúng ta lấy nhau đã bao nhiêu năm trời nay anh đã hiểu rõ tính nết em gia đình chúng mình bao giờ cũng thuận hòa vui vẻ em rất sung sướng vì anh đã hết mực thương yêu em trong bao nhiêu năm gần nhau anh đã không nói nặng em lấy một lời thực không có một người chồng nào lại cư xử tốt được với vợ đến như thế càng nghĩ đến em lại càng cảm động và tự hào là mình đã được chồng chiều chuộng hơn chị hơn em nhưng ít lâu nay em xin thưa thực với anh em rất lấy làm lạ khi thấy anh đối với em chẳng được như xưa có lẽ em đã làm điều gì lỗi đạo để anh phải chán ghét chăng hay có điều gì phiền muộn quá mạnh đã kích thích đến tâm hồn anh mà anh vẫn giấu em chăng vì cớ gì đã khiến cho anh phải thất vọng buồn chán Thời xin anh cũng nói thực cho em rõ Em sẽ sửa lại những lỗi lầm của em Nếu em có lỗi Hoặc để em có thể chia sẻ được những bực tức Đã căn rứt vỏ xe anh Nếu anh đã có điều gì bất đắc chí Anh không nên chỉ ngấm ngầm nghĩ ngợi Và chịu đựng lấy một mình Vì như vậy không những chỉ riêng anh đau khổ Mà em cũng áy náy Bối rối không biết vì sao Đã là nghĩa vợ đạo chồng với nhau Thời khi vui cùng hưởng Khi buồn cùng chia Xin anh cũng cho phép em được dự một phần vào cuộc đời bên trong của anh. Em chắc rằng nỗi buồn khi chia sẻ sẽ nhẹ bớt được đi nhiều và kẻ được gánh đỡ những nỗi buồn của người thân yêu thời không những không thấy khổ sở mà lại còn vui sướng là khác nữa. Những câu chân tình đó của em mong anh hiệu thấu cho. Nói tới đây Thanh ngừng lại để đợi những câu trả lời của chồng. Song hợp đã thức suốt cả đêm qua để đàm mình trong cuộc truy hoan. Phần còn say, phần còn mệt Chân tay rã rời Tâm trí hoang mang Về tới nhà chàng chỉ mong tìm được một giấc ngủ bình tĩnh Để tối nay lại có sức mà đùa nghịch với bọn ca nhi Vì Xuân mời chàng hát luôn hai đêm liền Để à được tỏ hết tâm sự Và những nỗi chua cay của quãng đời quá khứ Sáng nay về nhà Không được ngủ ngay như ý định Lại phải nghe những câu nói dù rất dịu dàng và êm nhẹ của Thanh Hợp cũng thấy bực tức và khó chịu lắm Chàng đã phát gắt lên với vợ, và tưởng làm như vậy, Thanh sẽ hờn dỗi không nói nữa. Nhưng chàng có ngờ đâu, người vợ hiền từ đó vẫn cố nhẫn nại, chịu đựng những câu gắt gỏng vô lý của chàng. Hợp tự nghĩ không gì bằng cứ để cho Thanh nói, mà chàng cứ làm như không thèm nghe, thời chắc Thanh sẽ để cho chàng ngủ yên. Quả nhiên cái kế đó đã có kết quả, vì sau khi đã khuyên chồng bao nhiêu câu tha thiết, mà hợp vẫn im lặng không trả lời nàng. Mà hợp vẫn im lặng không trả lời nàng lấy một lời Ba giả nhắm nghiền đôi mắt như đã ngủ say Thành biết nói nữa cũng vô ích Nàng ngồi yên một giây lâu Rồi gión rén bước lên giường bỏ màn cho hợp ngủ Âm thầm Nàng đi ra nhà ngoài và tự nghĩ Không biết đến bao giờ Hợp mới lại trở lại gia đình Lại biết thương yêu mình và Mỹ như xưa Ý nghĩ đau đớn ấy cứ luẩn quất ở trong óc Làm cho Thành chút ra một tiếng thở dài náo nuột nhưng nỗi buồn của thanh lại dịu ngay khi nàng hy vọng một ngày kia hợp sẽ hồi tâm nghĩ lại thời lúc đó nguồn hạnh phúc tươi sáng lại tươi sáng hơn xưa khi mà những làn mây u ám đã bay qua thời bầu trời lại trở nên quang đáng sán lạn để lòe trói những thiên nắng rực rỡ hơn cả buổi bình minh trong sáng mối hy vọng đó đã làm cho thanh đủ sức phấn đấu với tất cả những buồn sầu đau khổ của hiện tại thanh đã nghĩ đến hạnh phúc của gia đình hơn là nghĩ đến mình nên nàng mới có được một tấm lòng hy sinh lớn như vậy. Quên mình và chỉ săn sóc đến chồng, Thành đã là một người vợ hiền rất hiếm có. Nàng đã không hề nghĩ đến sức khỏe của mình, mà chỉ lo cho sức khỏe của chồng. Bao nhiêu đêm thức dòng rã để ngong ngóng ngồi chờ cửa cho hợp, đôi mắt Thành đã sâu hoắm, thâm quầng, nét mặt Thành đã bỏ vàng, tái nhợt. Thân thể Thanh đã gầy yếu còm cõi mà nàng cũng không để ý và biết tới để giữ gìn cho sức khỏe và nhan sắc của mình. Trái lại, hợp đã miệt mài trong cuộc truy hoan, đã dần thân trong vòng trị lạc, để đến nỗi quên cả buồn phận đối với vợ con. Thanh chẳng những đã không oán giận, lại còn săn sóc, lo ngại cho sức khỏe của chồng. Hơn nữa, sự săn sóc lo ngại của Thanh đã không được đền bù, lại còn bị hợp gay gắt, mà tấm lòng chân thành thương yêu chồng vẫn không thay đổi, Người đàn bà ấy thực đáng quý giá biết ngần nào Trường 5 Tiếng trống trầu và xanh phách hỗn hợp với câu cười giọng hát Đã tạo nên một vẻ ồn ào ẩm ý Xóm KT Với cái quang cảnh ban đêm Là cả một thế giới đảng điếm của bọn ca nhi và của khách làng chơi Ở đây Người ta đã mua bán tình một cách công nhiên Dù không ai bảo ai Tất cả đều công nhận Những lời nói chân cháo Những cử chỉ rỗ sàng là tự nhiên và hơn nữa lại là những câu khôi hài có ý vị được thưởng thức hoan hô trong một nhà bên số lẻ trên một chiếc sập chân quỳ hợp đang nằm cạnh khay đèn gối đầu vào đùi xuân mẹ bên phải chín đang ngồi vắt chân chữ ngũ để điểm trầu cho tỉnh hát mỗi lần tiêm xong một điếu thuốc xuân lại thỏ thẻ với hợp bằng một giọng vừa âu yếm vừa lẳng lơ mời anh sơ điếu này em tiêm nhỏ và chặt lắm cơ tay nâng tẩu, tay cầm dọc. Xuân nghiêng mình, lé mắt nhìn vào đèn để chiếu cho đúng nhĩ. Hợp cứ việc lờ mở đôi mắt để kéo một hơi dài. Sau những tiếng ro ro, điều thuốc đã cháy hết. Xuân vội vàng mở ấm ủ xót một chén nước. Hai tay nâng đưa hợp. Hợp ngừng đầu uống một hơi. Sau ngụm nước hám, một làn khói nhờ nhờ mới từ miệng hợp bay ra, rồi lan tỏa cả gian phòng. Một tay bá lấy cổ Xuân, một tay vuốt ve món tóc của ả à. Hợp tình tứ nhìn Xuân tấm tắc khen Em tìm khéo quá Điều nào anh hút cũng thấy ngon Tài tiền có khác Nghe hợp ca tụng Uốn mình một cách óng ẻo Xuân lườm yêu chàng Gơm ừ, Anh cứ mỉa mai em làm gì thế Em còn ngây thơ vụng dại lắm Hợp khẽ tát vào má Xuân Ngây thơ vụng dại mà người ta đã chết mệt chết mê vì cô đấy xuân cười tít mắt thôi em lợi anh anh đừng đế em mãi người ta nói thật lại cứ tưởng đùa xuân ngoan và đẹp lắm ai là người chả phải mê xuân có lấy anh không thôi anh đừng nói thế nữa mà chị ấy ở nhà nghe thấy lại chết đứa đừ không cựa được anh đừng cho em đi tàu bay ngã xuống đau lắm Hợp bật cười thẩu bay với tẩu bò gì hay cô chê tôi cứ sở ngọt nhau làm gì thế xuân nũng nịu vào tai hợp ai dám chê anh chê anh thì em ở với ai em chỉ sợ một ngày kia anh sẽ bỏ rơi em thì cái hận tình ấy bao giờ cho nguôi được đừng bỏ rơi em hợp nhé tội nghiệp lắm đấy thôi cô đừng tảng lố gặp chàng nào có két nặng thời đệ lại ra giềng ngay chứ gì hợp vừa nói xong câu đó Xuân đã giả vờ dọn lại một nét mặt nghiêm trọng. Anh phải hiểu ả đào cũng có dăm bảy hạng ả đào chứ. Có phải cá mẹ một lứa đâu. Người muôn đứng của vạn muôn loài đấy anh ạ. Chín tuy cầm trầu, song thỉnh thoảng vẫn nghe những câu chuyện bù khú giữa hợp và Xuân. Bây giờ chàng mới chen vào. Anh chị lại lôi thôi gì với nhau thế? Xuân ngừng tay tiêm thuốc, nhíu mày nhìn chín. Đẻ nhà ai nhà ấy dặn, mà kệ vợ chồng nhà tôi Không việc gì đến anh mà anh lôi thôi vào Huệ lườm yêu chín Có biết dại không? Nói đến vợ chồng người ta làm gì để người ta mắng cho Chín vừa cười hà hà vừa trả lời Huệ Mở ơi, tôi biết tôi dại rồi Lần sau tôi không dại như thế nữa mở nhé Đùa mãi cũng đầm chán Hợp giơ tay xem giờ nói sang chuyện khác Gần 12 giờ rồi Nghe nốt bài tỷ bà kẻo đã khuya quá Chín biểu đồng tình Phải đấy Bây giờ nghe thì bà thầy thú lắm Anh Hợp đánh cho một khổ Chầu anh bây giờ xinh lắm rồi đấy Hợp kéo nốt điều thuốc viện Ngồi nhòm dậy Vừa điểm ba tiếng trống để gọi kép và đào Vừa trả lời chín Tôi đánh còn lỗ mỗ lắm Chỗ nào sai anh chữa hộ nhé Một lát sau Người kép già và đào tình đã ra ngồi nghiêm chỉnh trên chiếu Hợp hướng về phía họ nói Chị tình cho nghe bài tì bà Tôi đã nghe nhiều danh ca hát bài đó Xong chưa có ai lại có giọng tốt và hơi dài được như chị Về điệu tì bà Thời chị tình đang đứng vào bực nhất ở xóm này Sau những lời khen của ở hợp Tình sẽ cúi đầu và mỉm cười sung sướng Ngồi xếp chân vòng tròn chỉnh trện Với hai tay mềm dẻo Nàng bắt đầu gõ phách Người kép già cũng vặn lại dây đàn giấy Và nắn gân tay để tạo nên những tiếng du dương trầm bồng ngồi vắt chân chữ ngũ một cách rất ngây ngang, tay trái đặt lên mép trống, tay phải cầm gọn chiếc roi trầu, hợp như thu hết tâm trí lại để lắng nghe đàn ngọt, hát thay. Bỗng tiếng hát vô cùng huyền diệu lanh lảnh cất lên. Bến tầm dương canh khuya đưa khách, quạnh hơi thu lau lách điều hưu, người xuống ngựa khách rừng trèo, chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ti tiếng hát ăn nhịp với tiếng xanh tiếng phách tiếng đàn tiếng trống giờ phút này đã làm sống lại cả cái lối chơi tao nhã của cổ nhân cái lối chơi mà bây giờ hầu như đã mất gần hết cái ý nghĩa của nó và được thay vào bằng những cách đùa nghịch không thơ mộng chút nào sau mấy khổ hát đêm đã trở về ngày hôm sau đào tình phải nghỉ hát người kép già phải nghỉ đàn và hợp phải nghỉ trống cái dư thanh trầm bồng của bài thơ bất hù ấy hổ như còn lưu huyết đâu đây Khiến cho hợp vả chín cùng im lặng một giây lâu Như cảm thống những nỗi sầu ly biệt Khuya rồi, em mắc màn để anh đi nghỉ nhé Câu nói đột ngột ấy dù rất dịu dàng âu yếm Nhưng chỉ vì không phải lúc Nên họp phút chốc thấy ghét xuân lạ Chàng khó chịu nghĩ thầm Thật là đồ tục tử Chàng trong tâm hồn nó không bao giờ hiểu tới nghĩa thanh cao Nghị làn màn mãi Hợp khinh bỉ nhìn Xuân Và im lặng không trả lời Bỗng trí hợp như sáng hẳn ra Chàng không hiểu vì đâu mình đã có thể mê Xuân được Đang nghĩ ngợi và thắc mắc Với những hành vi điên dại của mình Luồng tư tưởng của họ bị cắt đứt Bởi câu nói của Chín Những đêm khuya thanh vắng Ngoài trời lấm tấm mưa Mấy anh em nằm quanh ở khay đèn Mà nghe tì bà hành Thời dù người ít cảm nhất trong dạ cũng thấy nao nao Hợp nhỉ Hợp vẫn nằm vắt tay lên chán chàng chỉ trả lời chín bằng một cái gật đầu thấy câu chuyện của mình chỉ được hưởng ứng một cách hững hờ chín không hiểu tới ý nghĩ riêng của hợp chàng lại tưởng là bạn mệt muốn đi nghỉ thôi sẽ bàn đèn để đi ngủ chứ mai còn phải dậy sớm về đi làm thức khuya quá sợ lại mệt và chàng vỗ vào vai huệ thôi chúng mình cũng đi vào nhà trong đi để cho anh hợp và chị xuân còn tâm sự chứ nghe chín nói vậy Hợp cười nhạt Huệ vươn hai vai rồi kéo chín đứng dậy đi vào nhà trong Xuân lẳng lơ nhìn hai người Tít mắt lại cười và nói với một câu Chúc anh chị được đầy hạnh phúc Những câu nói đùa đó đối với bọn ả đào đã như cơm bữa Và hợp nghe đã quen tai Mọi bận chàng vẫn coi là rất thường Và nhiều khi lại đồng tình với họ để bông đùa nữa Nhưng vào lúc này cho tỉnh ngộ Chàng đã trở nên khó tính bởi vậy những cái nói của Xuân và Huệ Chàng nhận thấy đĩ Thoá một cách vô liêm sỉ Tưởng chừng như không chịu đựng nổi được Chàng cao mặt nhìn Xuân Và trong lòng chứa chất một khinh ghét không bờ bến Thấy nét mặt hợp tự nhiên lại đam đam Và trong một thời gian khá lâu Chàng chỉ nằm im không nói năng gì Xuân tưởng anh chàng này làm ra vẻ buồn Để nũng nịu với mình À liền ngồi sát lại gần hợp Khẽ cúi đầu gần xuống má chàng Và đặt lên một chiếc hôn mình ơi mình, sao mình buồn thế? Em thương quá. Cái lối chiều chuộng giả dối nhưng rất khéo léo ấy. Xuân đã tưởng cũng như mọi khi sẽ làm vừa được lòng hợp lắm. Xong lần này, à rất lấy làm ngạc nhiên. Khi nhận thấy sau những câu nói có vẻ âu yếm và cái hôn đồng trái của mình, không những nét mặt hợp đã không thay đổi, mà chàng lại còn khẽ ẩy tay ả à ra và xê mình xa hơn một chút. Trước thái độ lạ lùng ấy của hợp, tuy lấy làm ngạc nhiên, Xong Xuân vẫn không ngờ là Hợp đã khinh ghét mình. À vẫn nũng nịu. Bắt đền mình đấy, sao mình lại đẩy tay em ra? Sao mà vô duyên, sao mà giả dối được đến thế? Hợp tự nghĩ, nhưng chàng cố nén những khinh ghét của mình. Tự nhiên Hợp nảy ra tư tưởng đó, để cô xem Xuân còn dở ra những trò gì. Gượng gạo Hợp nói. Ừ, ờ, rồi sẽ đền xuân tưởng đã làm hợp trở lại được vui vẻ như thường ả à ghé vào tai chàng anh đền em cái gì nào một cái áo nhung nhé cái lối nửa đùa nửa thật để làm tiền ấy trước kia vì quá mê xuân đã nhiều lần hợp mắc bẫy chàng đã giúp đỡ và mua tặng ả à nhiều kỷ vật đến nay chàng mới biết cái cử chỉ ấy là một cử chỉ rất tỳ tiện của một ả à giang hồ đã lão luyện trong lúc tâm trí vô cùng sáng suốt này hợp đã nhận rõ hết cái dại dột của một kẻ bị lừa sao chàng lại có thể tưởng được là xuân đã tha thiết yêu mình sao chàng lại có thể cho rằng vì tấm lòng thành thực xuân đã không nề hà giấu giếm những nỗi nghèo túng thiếu thốn của à sao chàng lại có thể rất sung sướng khi đã vay công mắc nợ để giúp đỡ à và hơn nữa hợp càng lấy làm lạ khi nhận thấy mình chỉ trong phút chốc bỗng đã tỉnh ngộ được sự mê say mù quáng và nhận chân được sự giả dối của xuân nhân trong lúc đã nhìn xuân bằng đôi mắt sáng suốt hợp lại muốn dò biết sự màu mè giả dối của xuân đã đến bực nào làm như vẫn thương yêu xuân tha thiết chàng nói được anh sẽ đền em một cái áo nhung nhưng xin em hãy cho anh khớt đến tháng sau em bằng lòng nhé nghe thấy hợp nói vậy xuân đổi ra vẻ buồn sầu vâng có thời càng hay không cũng được chứ có cần gì cho lắm nhưng đối với anh đã có bụng thương em Em chẳng dám giấu giếm Em túng lắm anh ạ à. Nguyên trả cái ngày năm ngoái vào hồi tháng 3 Không may rời lại sáng Trong một trận ốm thập tử nhất sinh Bao nhiêu tiền chạy chữa thuốc men hết cả Rồi lại vay bẫm thêm Vào của chủ mất hơn trăm bạc Thật là đã đen lại đen dấp Nạn ấy chưa xong lại đến nạn khác Có được cái quần cái áo nào Thời ngày mồng 5 tháng 5 vừa rồi Chả biết thằng bếp Để cửa ngọ ra sao kẻ trộm vào vớ sạch sành xanh không còn một cái thế là em lại phải vay thêm chủ năm chục nữa để may mặc anh nghĩ có cực không vị chi đi tất cả là em nợ gần hai trăm bây giờ vẫn chưa giả được đồng nào mình nợ nhiều thành thử chủ họ cũng đâm chán cái cách đối đãi với mình của họ lại có phần khắc nghiệt hơn xưa vả lại đã nợ nhiều thì mình không dám vay nữa nên chẳng có lúc nào có đồng ra đồng vào muốn tiêu những cái lạt phạt, cũng đều phải nhịn cả. Làm lúc nghĩ chán cả đời. Ở trong nhà hát thực khổ cực trăm chiều, không biết bao giờ mới ra cho thoát. Nói tới đây, Xuân chút ra một tiếng thở dài để gợi tấm lòng thương của Hợp. Tuy biết Xuân vờ vĩnh để làm tiền, nhưng Hợp cũng hỏi lại. Em nợ nhiều thế à? Thấy Hợp hỏi, Xuân tự nghĩ nên nhờ cơ hội này mà xin tiền một cách khéo léo. Thầy chắc hẳn là phải được Bằng một giọng dầu dĩ Ả à nói Vâng Chả may vì bận hạn em mới đâm ra nợ nần như thế Chưa nào em có tiêu pha hoang phí gì cho cam Em biết anh thương em lắm Nên em mới nói thử cùng anh Giả bây giờ em có độ giam bảy chục Mà giả bớt cho chủ Thời cũng được nhẹ mình Chị Mai trước kia cũng nợ hơn hai trăm Nhưng được anh đốc hoan giúp cho Nên bây giờ đã trắng nợ chị tuyết trước cũng nợ hơn một trăm nhưng được anh tham minh giả đợi nên bây giờ cũng dễ chịu chị đào thì được anh phán lạc trượt ra ngoài sổ đạn trường bây giờ đã bệ vệ ra phết chỉ còn em vẫn phải đeo đẳng mãi với cái kiếp tung thiếu đọa đầy chồng thấy chị thấy em được sung sướng mà mình chẳng ra sao em tụi thẹn quá giả dạ như lúc đang say mê xuân thời những câu nói đó của à đã làm cho hợp thương cảm biết ngần nào Xong trong lúc này Tâm trí hợp đã quá sáng suốt Nên chàng chỉ nhận thấy cái lối nũng nịu vờ vĩnh của Xuân để làm tiền Sao mà cậy cỡm và xuẩn ngốc đến thế được Và chàng rất lấy làm lạ Khi nghĩ đến chính mình đã lại có thể mắc lừa được Trước những cử chỉ rất vụng về cậy cỡm ấy Muốn xem cái vui sướng của Xuân sẽ biểu lộ ra nét mặt như sao Hợp nói Được, để rồi anh sẽ đưa em giam ba chục dùng tạm Hợp vừa nói buông lời Xuân đã bội vàng ôm lấy cổ chàng, hôn rồi rít lên má, lên mặt, rồi gục đầu vào vai chàng. Cô lấy giọng cảm động nói: "Em biết lấy gì mà đền đáp lại được tấm lòng quý hóa của anh? Anh yêu em như vậy, em dùng sương đến chảy nước mắt ra được. Hợp cười thầm: "Mới nghe mình nói như vậy, nó đã hôn hết dối lên và làm ra dáng yêu mình tha thiết lắm. Nhưng kỳ tình nó có yêu gì mình? Nó chỉ yêu tiền thôi. Đối với nó." chẳng có gì là tình nghĩa Chỉ tiền, tiền, tiền Nhân đó Hợp lại nghĩ lại những lần trước Khi Xuân ngỏ lời xin thức này thức nọ Mà chàng đã không làm được vừa lòng à Thời à đã mà xa mày vực hờn rỗi Mát mẻ Thôi thì đủ thứ Tuy biết vậy Nhưng Hợp cũng chưa tìm được cớ gì chính đáng Và chưa nỡ bỏ Xuân ngay Dù trong bụng chàng đã khinh ghét Xuân Sau một người đã làm cho chàng mê say 4 năm tháng trời Thời khỏi sao không còn sót lại trong lòng chàng ít nhiều thương hại và lưu luyến Bởi vậy sau đêm đó Tuy chàng có thưa lại xuân hơn trước Nhưng vẫn chưa dứt được hẳn tình Trong lúc sáng suốt Người ta có thể trông rõ những hành vi của kẻ khác Bởi vậy dần dần Hợp đã khám phá được hết những hành vi giả dối ti tiện của Xuân Bây giờ Hợp mới biết Thì ra từ trước đến nay Ngoài chàng ra Xuân lại còn có đến hai ba người nhân tình nữa và đối với ai Xuân cũng làm tiền bằng cái giọng điệu Mà à đã thực hành với họp Lừa dối mọi người như vậy À đã không biết thẹn với lương tâm Nhưng thực ra à còn làm gì có lương tâm Mà lại còn lấy làm hãnh diện Và cho mình là lão luyện Đã lừa bịp được nhiều người À thường công nhiên khoe với chị em Thằng thầu khoán hà vừa cho tao năm chục Thằng tham yên vừa mua cho tao cái măng tô Thằng giáo dương vừa xú vơ nia cho tao cái nhẫn vàng. Thằng Phán Hợp vừa ca đô tao chiếc vòng ngọc thạch. Cậu nào cũng tưởng mình trung tình lắm. Nhưng thật ra mình chẳng yêu đứa nào cả. Chúng nó dại. Chờ chúng nó chết. Ai bảo lăn lưng vào. Khi đã có chứng cơ đích xác để biết là mình bị Xuân lừa xối. Một đêm giữa cuộc vui. Hợp đã nói vào mặt Xuân không tiếc lời. Chỉ làm tiền thôi. Lừa hết người này đến người khác. Với ai cũng em yêu anh lắm. Hờ. Yêu, yêu su Khóc lóc rầm dĩ Thôi thì đủ cho Sao không đi đóng kịch mà kiếm ăn Biết hợp đã khám phá được hết những manh khóe của mình Không còn mong gì lừa dối được chàng như trước Hơn nữa muốn bênh vực lòng tự ái của mình Xuân đành trả miếng lại hợp Ai bảo người ta thế còn lăn lưng vào Làm như người ta bòn mót tiền nghìn bạc vạn gì Chả có người ấy thì đây cũng chả chết nào Những lời nói hỗn xược của Xuân đã làm cho hầm nổi nóng. Chàng vùng dậy, xô vỡ bộ khay trà và đập tan chiếc điếu để bên cạnh. Rồi hầm hầm đứng dậy khoác áo ra về. Người chủ nhà hát, Chín và mấy người bạn nữa cùng tụi chị em hoàng hốt nhìn nhau. Xuân mặt tái đi, đứng nét vào một gió. Chương 6 Lúc đó đã hơn một giờ sáng, họ vừa lưỡng thưởng đi vừa cúi đầu nghỉ ngợi. Gió mát và không khí thoáng rộng của ban đêm Đã làm cho những nỗi tức giận dịu dịu được đôi phần Trước sự giả dối và hỗn sửa của Xuân Hợp đã biết mình dài Chàng bình tĩnh suy xét Và nhận thấy cái cử chỉ vừa rồi ở nhà Xuân mà chàng đã làm Thực đã thiếu vẻ thâm trầm sâu sắc Một ca nhi phụ bạc một quan viên Là một lẽ thường Thời Xuân phụ hợp Sao chàng lại không có thể cứ rất thản nhiên mà bỏ Xuân có hơn không Can chi phải tức giận đập phá để làm một trò cười cho những kẻ được chứng kiến và đáng lẽ hơn nữa chàng đã không được oán giận xuân mà lại còn phải biết ơn là khác nữa vì nếu xuân cứ khéo léo để vờ vĩnh làm như yêu chàng mà bởi sự mù quáng để đến nỗi mãi mãi chàng cũng không khám phá được sự giả dối của xuân đối với mình thời biết đến bao giờ chàng mới dứt được xuân ra để tránh được một mối hại lớn nghĩ như vậy chàng mới nhận thấy mình đã bỏ được xuân chỉ là may chứ không phải rủi Và càng nghĩ chàng lại càng nhận thấy Mình đã phạm nhiều tội lỗi và hư hỏng quá Sao chàng lại dám hứng hờ Gài lạnh với Thanh Một người vợ hiền đáng được tôn trọng Sao chàng lại dám bỏ mặc Cả một cái gia đình đang yên vui Dù vì quá buồn bực Chán nản và bất đắc chí đi chăng nữa Chàng cũng không có quyền phạm tới những lẽ thiêng liêng Mà một người chồng Một người cha Biết tự trọng và hiểu bổn phận mình Lại có thể hành động như thế được trong lúc tình ngộ này Hợp đã trở lại một người sáng suốt Với cái bản ngã tốt đẹp của chàng Bị lương tâm vỏ xe cắn rứt Hợp tự mắng mình một cách đau đớn Chàng thắt ruột lại Khi nghĩ đến những cách cư xử dịu dàng âu yếm Những lời lẽ tha thiết Hiền hậu của Thanh Đã đối lại với chàng Chính trong lúc chàng đã tệ bạc Hát hủi nàng Mà tưởng một người kiên nhẫn và tốt nhịn đến đâu Cũng không chịu nổi Những nỗi hy sinh cao thượng của Thanh lúc này hiện ra một cách rất rõ ràng trong óc hợp khiến cho hợp phải ngượng ngùng và e thẹn với mình những đêm dài rằng dặc, thanh đã chịu đau đớn tuổi sầu ngồi một mình một bóng suốt canh này sang canh khác để chờ hợp chờ một người chồng hư hỏng không còn lại một chút thương mình đang say đắm trong cuộc truy hoan với những ca nhi trên chiếu rượu mà không dám than vãn oán giận chồng một lời nào sao trên đời này lại có thể có một người đàn bà có được những đức tính quý giá vô ngần ấy. Mà sao người đàn bà ấy lại là Thanh, vợ hợp? Nghĩ tới đây hợp sung sướng cảm động, hai giọt nước mắt còn nóng hồi những hối hận đã trào ra ở khóe mắt chàng. Lúc này, hợp tự xỉ vả cho mình không đáng được làm chồng Thanh. Chỉ những hiền nhân quân tử đã làm gương mẫu cho đời mới đáng được có một người vợ như nàng. Hợp cho mình có mắt cũng như mù, có óc cũng như không, thời mới không nhìn biết Xét đến cái nghĩa hy sinh tối cao Tối trọng của Thanh Hợp đứng dừng lại giữa đường Chàng tưởng chừng không dám về tới nhà nữa Tưởng chừng không dám giáp mặt Thanh Giáp mặt người vợ đã quá hiền hậu Cao thượng Mà dù bây giờ chàng đã thật hối hận Và đem tất cả một tấm lòng chân thành Để kính phục Mong chuộc lại lỗi xưa Cũng không đáng được tha thứ những lầm lỗi Mà chàng đã quá trọng phạm Trong một tư tưởng khác lại đến chiếm đoạt lấy tâm trí hợp đang đứng dừng lại giữa đường, bỗng chàng lại dào bước đi nhanh hơn. Chàng biết mình sẽ xấu hổ lắm khi gặp Thanh, nhưng chàng tự bắt mình phải nhận lấy tất cả sự xấu hổ ấy để tự phạt mình và tỏ ra người đã biết ăn năn hối lỗi như một kẻ vô đạo đã quay về quỷ trước mặt Đức Chúa Trời để cầu xin Ngài cứu vớt. Hợp muốn được đứng ngay trước mặt Thanh để kể lể lại tất cả những lầm lỗi để van xin nàng bỏ đi những thấp kém, hèn hạ của một người đàn ông đã thiếu bổn phận với vợ con tư tưởng ấy sôi nổi quá khiến cho hợp trở nên băn khoăn bồn chồn muốn lập tức lúc này sẽ được đứng trước mặt thanh ngay để chàng có thể khóc lóc như một đứa trẻ biết hối cải vì đã không nghe những lời dạy bảo thiêng liêng đáng ghi nhớ của bà tử mẫu vội vàng chàng gọi một chiếc xe nhảy phát lên và bảo kéo về nhà người xe đã hết sức chạy nhanh mà hợp vẫn thấy như chậm lắm sốt ruột chàng dục luôn mồm người chàng thấy nóng gian lên trái tim chàng đập mạnh hơi thở hồi hộp giữa một đêm mùa đông giá buốt gió thổi vào vào hai bên mang tai hợp cũng không còn biết rét là gì nữa toàn thân chàng đã bị đốt cháy bởi một nguồn lửa hối hận ý nghĩ ăn năn tội lỗi đã thôi miên chàng đến cực độ hợp cũng không hiểu có một mãnh lực gì thiêng liêng đã giúp chàng trong phút chốc trở nên sáng suốt để biết rõ tất cả những lầm lỗi những hư hỏng của mình một cách tỉ mỉ như vậy như đang ở trong một cơn ác mộng, kinh khủng và rùng rợn, mà bất thần may mắn lại được người đánh thức dậy. Họp sung sướng thấy tình yêu vợ thương con, tưởng hồ như đã mất, nay lại bồng bột tha thiết hơn xưa. Cái gia đình hạnh phúc đã trải bao nhiêu dông tố phũ phàng, gần như rời rụng, nay lại được đằm thắm tươi sáng gấp bội hơn lên. Sinh khí trong người chàng bừng bừng nổi dậy, tinh thần và thể xác dã rời, mệt mỏi sau bao ngày trác táng, bỗng trở nên mạnh mẽ hùng dũng, như có một nguồn sống mới đang rà rào tuôn nhựa. Độ 15 phút sau, chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà chàng. Ở trên xe bước xuống, lòng hợp trào cuộn bao nhiêu ý nghĩ phức tạp, nửa như vui mừng, nửa như sợ hãi. Chàng rèn rén nhẹ bước lên thềm nhà, ghé nhìn qua khe cửa, và nhận thấy dưới ánh đèn leo lát, Thành vẫn còn ngồi dầu dĩ để chờ mình. Mặt chàng tái lại vì thương cảm, hơi thở như ngừng lại không thoát ra được nữa. Đứng chôn chân ở trước cửa một giây lâu không động đậy. Cô lấy hết nghị lực để mang lại sự bình tĩnh cho tâm hồn, nhưng vẫn rủi rẻ mãi, chàng mới dám đưa bàn tay run run lên gõ cửa. Mỗi tiếng gõ sẽ vang lên, chàng thấy như có một luồng điện mạnh chuyển động khắp bộ thần kinh. Sau khi đã nghe rõ tiếng gõ cửa, Thành đã vội vàng đầy ghế đứng dậy. Tiếng chân ghế sát xuống mặt gạch rít lên. Hợp tưởng như có một cây roi đánh vào trái tim mình Người chàng run lẩy bẩy Khiến chàng phải giơ tay nắm lấy cánh cửa cho khỏi ngã Thành đang vội vàng mở khóa cửa cho chàng Tiếng vạn khóa càng làm cho hợp luống cuống và rối loạn tinh thần Từ từ cánh cửa đã hé mở Mặt hợp đã ở trước mặt Thanh Chưa biết nói và chưa thể nói được câu gì Hợp loạn choạng bước vào trong nhà Những sự e thẹn, ngượng ngùng, sợ hãi và cảm động đã in rõ lên nét mặt hợp, khiến cho làn da mặt tê hẳn đi và tái nhợt hẳn lại. Thần người ra như mất hồn, chàng ngồi phịch xuống ngay chiếc ghế gần đó, đầu cúi xuống, tay chống lên chán. Chàng thấy thiếu can đảm để nói trước với Thanh, dù chỉ là một lời đi chăng nữa cũng không sao thốt lên được. Tình trạng hợp lúc này có thể ví được với một tội nhân bị xử tử, vì quá thất đảm, đã mất cả thần trí trước giờ lên máy chém hợp đợi một câu nói mở đầu của Thanh, như một kẻ tội đổ ao ước một lời giảm án của quan tòa. Trông thấy nét mặt hợp tái hẳn đi và sợ sệt thẫn thờ, Thanh lại tưởng vì đi đêm sương gió, chàng đã bị cả Mạo Phong hàn chăng lo ngại và dầu dĩ, nàng run run hỏi: "Chết chưa? Anh làm sao thế? Khổ quá, có lẽ anh bị cảm, để em đi lấy dầu anh xoa nhé?" lúc đó hợp mới ngước đôi mắt van xin lên nhìn thanh và cố hồn hển nói em thanh em thanh anh đã đắc tội với em quá em hãy vui lòng tha thứ cho anh anh đã biết hối lắm rồi trước lời nói đột ngột của hợp thanh rất ngạc nhiên nàng cũng ngẩn người ra vì chưa hiểu đầu cuối ra sao mặt hợp vẫn tài tái giọng chàng vẫn run run thanh vẫn nhìn chồng và dịu dàng nàng hỏi lại Em lấy dầu để anh bôi nhé. Sao mặt anh lại tái như thế kia? Chắc hôm nay nhiều gió và rét quá." Nghe vợ hỏi, Hợp khẽ lắc đầu. "Anh có sao đâu." Vì quá nghĩ đến Hợp, cho nên bấy giờ Thanh mới nhận biết là chồng mình đã nói với mình bằng những câu dịu dàng, âu yếm khác hẳn mọi khi. Ý tưởng đó vừa thoáng đến óc Thanh, đã đem lại trong lòng nàng những ấm áp, những rung động đã như mất từ bao giờ mà đột nhiên đến nay lại trở về một cách lạ lùng mà nàng không ngờ tới. Trước những lời nói ngọt ngào của Thanh, những nỗi e thẹn ngập ngừng của họ đã tiêu tán được đôi phần. Chàng thấy mình đã có can đảm hơn, bình tĩnh hơn để giải tỏ những sự ăn năn hối quá. Em Thanh ơi, em hãy vui lòng tha thứ những lầm lỗi cho anh. Anh đã biết, anh thực không đáng là chồng em, thực không đáng được có người vợ hiền như em. Vì anh mà em đã phải thao thức bao nhiêu đêm dài không ngủ Để đến nỗi càng ngày thân hình em càng hao mòn ôm yếu Vì anh mà một mình em đã phải chịu hy sinh tất cả những hạnh phúc Tất cả những sung sướng để cố nuốt cay uống tuổi Hết ngày này sang tháng khác Anh thực là một đổ hư hỏng Một kẻ ích kỷ Một thằng khốn nạn Đã không hiểu tới bổn phận phải cư xử với vợ con Đã không đủ tư cách là một người cha của gia đình Em ơi anh hối hận quá Anh an nan quá Nhưng lúc biết ra thì sự đã rồi Chẳng biết em có vui lòng tha thứ cho anh không Giọng hợp nói càng ngày càng rền dĩ tha thiết Những câu an nan van vỉ thô xa tận đáy lòng hợp Đã làm cho Thanh bồi hồi sung sướng Tưởng chừng như đang ở trong một giấc mơ tươi đẹp Thanh lấy làm ngạc nhiên Không hiểu vì sao bỗng trong phút chốc Hợp đã tự nhiên bị kích thích bởi một mãnh lực gì quá mạnh mẽ mà chàng lại có thể hồi tâm cải tính một cách nhanh chóng như vậy cái sung sướng đột ngột ấy đã làm cho thanh hoang mang mừng mừng tủi tủi và không cầm được hai hàng lệ nàng nghẹn lời không biết đáp lại hợp ra sao đành chỉ mặc cho nước mắt tuôn trào trên đôi gò má thấy vợ khóc vì quá cảm động và sung sướng khi biết mình đã hối cải những tật xấu nết hư hợp cũng thổn thức và nước mắt đã nghẹn ngào trong giọng nói ảnh thực đã dại dột điền cuồng quá cho nên mới có thể hờ hững được một người vợ quý giá. Không có gì sánh kịp để đi say mê một con ả đạo ti tiện, thô bỉ và hẹn hạ nhận trong xã hội. Sao anh lại có thể ngu đột, si ngốc và khốn nạn được đến thế? Sao một người hiền phụ như em lại có một thằng chồng bỉ ổi như anh? Thực tội anh đã không đáng được để cho em tha thứ một phần nào. Nhưng kẻ phạm tội đã biết tội mình, thời chỉ là một kẻ đáng thương, chứ không đáng giận em hãy thương lấy anh Và anh xin hứa chẳng bao giờ có dám xa vào con đường lầm lỗi như xưa nữa Em, em Thanh, em nghĩ sao? Lau những giọt nước mắt tủi mừng, dịu dàng Thanh nói Anh ơi, em sung sướng biết bao nhiêu Này anh lại trở lại yêu em, thương con Nghĩ đến gia đình, thực là một cái hạnh phúc lớn cho vợ chồng ta Anh không nên nghĩ ngợi và tự trách mình nhiều quá vì người ta ở đời Ai là hoàn toàn có thể tránh khỏi được lầm lỗi Nhưng khi đã biết mình lầm lỗi mà hối cải lại Thời lại quý giá hơn khi chưa lầm lỗi Em thực đã hãnh diện vì đã có một người chồng như anh Những sự không hay trước kia đã xảy ra giữa gia đình chúng ta Em xin anh hãy quên hẳn đi Đừng bận lòng đến nữa Từ đây chúng ta lại chung sống trong một bầu không khí êm vui Đầy hạnh phúc Hợp nghe Thanh nói Chàng rất sung sướng vì biết vợ không những đã không giận mình mà lại còn an ủi bằng những lời nói âu yếm và thương yêu cảm động chàng cầm lấy tay vợ em đã vui lòng tha thứ cho anh anh thực không biết lấy gì để đền đáp lại tấm tình yêu chân thành đó thành giữ chặt bàn tay hợp trong tay mình âu yếm nàng trả lời chàng kể ra thì anh cũng chẳng có lỗi gì mà em phải tha thứ sở dĩ mấy tháng vừa qua chắc anh đã gặp phải nhiều điều buồn chán và thất vọng nên anh mới sinh ra chơi bời, để cho quên những nỗi bất đắc chí. Chứ thực ra không phải là không có nguyên cớ gì, mà anh lại có thể thay đổi tính nết như vậy. Vì lẽ đó, sự chơi bời đã không phải lỗi tại anh, mà lỗi ở hoàn cảnh. Này anh đã chống lại được với cả hoàn cảnh, thời không những anh đã không có lỗi, mà hơn nữa, anh đã có nhiều can đảm và nghị lực. Hợp mở to đôi mắt tỏ ý cảm ơn Thanh. Em thực là một người có lượng, và hiểu thấu những uẩn khúc của lòng anh mấy tháng vừa qua trong cái cuộc đời đi làm buồn tẻ của anh lại xảy ra nhiều việc bất đắc chí muốn thôi mà không thôi được vì còn bổn phận đối với vợ con vì còn nghĩ đến sinh kế bị thúc thủ nên những nội phận uất càng ngày càng đè nặng trong lòng muốn giải phiền anh tìm thú tiêu khiển thế rồi đâm ra đam mê chơi bời lúc nào cũng không biết nữa kể như vậy thời cũng một phần tại hoàn cảnh xong dù sao cũng là lỗi ở mình mình cần phải nhận lấy để mà sửa lại biết rõ chồng vì có nhiều sự bất đắc chí về việc làm nên mới hóa ra chán nản và chơi bời thành cũng thấy nao nao trong dạ sao có những sự buồn anh lại giấu em anh chẳng nên nghĩ đến vợ con nhiều quá để mai một mất chi lớn của mình nếu cuộc đời đi làm không hợp với anh anh có thể xin thôi rồi vợ chồng mình kiếm cách khác nuôi nhau dù rau cháo muối dưa đi nữa Nhưng tâm hồn được thanh thản Thời lại còn vui sướng hơn khi vật chất đầy đủ Mà tâm hồn bị ê chảy đau đớn Em nghĩ như vậy đó anh Mong anh hiểu hơn Thành vừa dứt lời Họ vội tiếp luôn bằng một giọng vui vẻ Vợ chồng chúng ta ăn ở bao nhiêu năm trời Mà anh chưa hiểu thấu được em Mãi tới nay anh mới biết Không những em đã là một người đàn bà đức hạnh Mà em lại còn có một tâm hồn suốt chúng nữa em đã biết trọng cái cuộc đời tinh thần hơn vật chất đó là một điều rất hiếm có và có thể nói hầu như không còn thấy những tư tưởng và hành động cao quý ấy ở đám phụ nữ đời nay nữa em thanh ơi về sau này anh có làm được đôi chút sự nghiệp gì cũng là nhờ ở em em mới thật là một người vợ hiền đã mang lại hạnh phúc cho gia đình nói xong đôi mắt hợp sáng quắc hẳn lên chàng đứng sát lại gần thanh Âu Yếm đặt lên má nàng một chiếc hôn nồng cháy. Thành từ từ nép đầu vào vai hợp